mang tên Người hùng của con. Thử thách đòi hỏi sự nhạy bén và thấu hiểu của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đội trưởng nhí. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày cùng với ba mẹ và đưa ra phán đoán chính xác nhất dành cho ba hoặc mẹ trả lời thông qua các chủ đề. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề động vật. Vậy thì là mình sẽ chọn là ba hoặc là mẹ trả lời cái câu hỏi động vật này ha. Kim thì sao này, con chọn ba hay là mẹ nè? Con sẽ chọn ba. Sao con lại chọn ba? Tại vì ba hay coi mấy con động vật. Bây giờ chúc lại là Khiết Anh và Thiên Kim chọn ba. Còn con? Con chọn ba. Thì ba con ở nhà có hay hát không? Có vài tối ba con mở nhạc nghe trước khi đi ngủ. Bây giờ là cả hai con đều chọn ba là người trả lời câu hỏi với chủ đề âm nhạc. Không biết là Phương Anh đi, Phương Anh chọn ba hay là mẹ mình để tham gia câu trả lời nè? Dạ mẹ. Sao con chọn mẹ? Dạ mẹ có hay nấu ăn cho con không? À, có. Rồi, tại vì thực vật lại liên quan tới... Thôi không nói rồi, nói rồi lộ đề hết. Rồi, còn Long, Long con chọn ai nè? Dạ chứ cô là mẹ. Con chọn mẹ hả? Con thấy bạn chọn mẹ con bắt chước theo hay là tại vì là có một cái lý do nào đó không? Dạ mẹ con thường nấu rất ngon. Giữ vai trò quyết định trong phần thi với sự quan sát phán đoán, các đội trưởng nhí luôn đem đến những điều bất ngờ trong phần thách đấu. Trong mắt những đội trưởng nhí, đôi khi ba mẹ như những người hùng, nên việc đặt mục tiêu quá cao so với khả năng khiến cho ba mẹ các bé vô cùng áp lực. Vậy còn con, bao nhiêu món đồ vật? Con nghĩ là ba con có thể trả lời được 8. Rồi, vậy ba con có thể trả lời được 10 không? Vậy vì số 8 là quá lớn nên con sẽ nhường cho bạn luôn. Con có muốn một con số nào cao hơn để giành quyền cho mẹ mình tham dạ, gia không? Dạ thưa cô, là con nghĩ là 6 bông hoa. Có một con số nào nó cách biệt hơn nữa không tụi con? Dạ con nghĩ mẹ con trả lời được 8 bông hoa màu đỏ. 8 bông hoa màu đỏ. Bây giờ còn con? Con muốn là 9. 9 thì mẹ con hơi khó rồi đó. Có một phút mà kể tới 9 bông là hơi khó đó. Chắc là cô mời Phương Anh trước đi. Con nghĩ là mẹ con sẽ kể được bao nhiêu loại trái cây hoặc là rau củ mà mọc theo từng chùm? Thưa cô, mẹ con có thể kể 4 quả từng chùm. Rồi, còn Long? Dạ thưa cô, mẹ con có thể kể được 5 tên. Có thể kể được 5 tên những cái loại mà thực vật mà mọc từng chùm. Cô mời Phương Anh. Dạ thưa cô, mẹ con có thể kể được 6 cái tên. 6 cái tên cũng được, 6 cái tên trong vòng 1 phút cũng được. Nhưng mà từng chùm thì hơi khó đó nha. Cho nên là Long suy nghĩ là có nên thách đố nữa hay không, hay là mình nhường nè? Dạ con nhường. Dạ con nhường cho gia đình của bạn Phương Anh. Xôi gói bằng lá, gọi là xôi lá chuối. Nem chua. Mẹ ơi cố lên, mẹ ơi cố lên. Ít mắng lặng mẹ cố lên. Bánh bò. Bánh bò, bánh heo. Bánh heo. Dạ đọc bánh hết cho nó đủ. Bánh bánh cam. Bánh cam. Mẹ ơi cố lên, mẹ ơi cố lên. Lá. Lá, đủ chưa? Dạ, hết giờ. Cảm ơn mẹ Hằng ạ. Sau khi chúng ta kiểm tra lại những đáp án hợp lệ, chúng ta có 7 món hợp lệ. Chúc mừng gia đình mình ạ. Và 7 món thì không có vượt qua được con số kỳ vọng của bé Cường là 9 món lận. Như vậy là 10 điểm thuộc về gia đình của bé Hoàng My. Xin chúc mừng ạ. Bà Quỳnh, bây giờ tới lượt ba rồi. Bà cố gắng nhé. 10 môn thể thao, thật sự là số 10 mình tưởng nó là nhiều. Nhưng mà nếu như ba tập trung, bình tĩnh suy nghĩ là nó sẽ ra thôi. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Bóng bàn, bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Cố lên cha. Còn nhiều là giấm cầu lông. Bóng tennis, bóng cầu lông. Cầu lông là cái cầu chứ không phải cái bóng. Bóng đổi chân. Bóng bóng bàn, tennis, bóng hết giờ. Thật là đáng tiếc, còn rất là nhiều loại bóng, thí dụ bóng chày nè, rồi bóng bầu dục nè, rồi bóng ném nè, trời ơi nhiều lắm. Và thật sự chúng ta phải bình tĩnh thì mới có thể trả lời được. Rất đáng tiếc khi ba vẫn chưa vượt qua được con số 10. Coi như bây giờ mình lấy phần quà nãy 10 điểm mình tặng ngược lại cho bên đây. Chúc mừng gia đình của ba Huy và mẹ Thuy. Tuy nhiên, do trong cuộc sống hàng ngày, một số đội trưởng nhí thường quan sát và để ý nên khá am hiểu về khả năng của ba mẹ, nên phán đoán rất chính xác, mang về chiến thắng cho gia đình của mình. Thưa cô, là ba con trả lời được 5 đường đèo. 5 đường đèo, cô mời Phương Anh. Dạ con nhường.
Anh Nhường hả? Con nghĩ chắc chắn chưa? Dạ rồi. Rồi, vậy là cuối cùng là bé Phương Anh Nhường, là cho nên là ba của bé Gia Long là phải trả lời được là 5 đường đều đó. Đều đều cá, đều Bà Cú, Bà Lào Cai, đều Phà Ben, Bà Lào Cai, đều... Cái gì nổi tiếng lắm nè. Giờ gì ta? Đều Phà Tống, Lào Cai. Dạ dạ, tiếp đi ạ, tiếp đi ạ. Lỡ mình không chính. Đều, đều Mà Ben, Lào Cai luôn. Dạ, đều, tiếp luôn. Đều Phà Cú, đó, ở Hà Giang. Nữa. Đều... Đều Bắc Xung. Đều... Đều Điện Biên Phủ. Đều... Xin hết à? Xin hết luôn. Rõ ràng là ba cũng đã kể lia kể lịa quá trời luôn. Không cần đếm nữa, chính xác 10 điểm dành cho nhà mình à. Dạ em kìa, em dê cái nè. Con dự đoán được là ba con sẽ kể được là bao nhiêu tên động vật đẻ trứng? Con tăng lên 6. Vậy con có muốn tăng lên không? Dạ. Dạ không. Dạ không hả? Vậy con nhường ha. Rồi vậy thì là nhường cho ba của bé Khiết Anh là trả lời là 6 động vật đẻ trứng hơn được có một số à. Đó, khủng long. Chim khủng long đẻ trứng. À dạ dạ. À chim có chim khủng long. Rồi rắn. Đưa đi ba. Ba ba. Dạ. Rồi tắc kè. Rồi con kỳ nhông, kỳ đà. Rồi nữa đi ba. Để chứng tỏ con gái mình ba giọt giỏi lắm. Chắc giờ dạy đủ rồi. Nhớ đi ba, thời gian còn mà, chơi vui mà. Dạ đúng rồi. Thông báo với con nghe. Cái mục tiêu chúng ta đặt ra là 6. Còn ba con trả lời là gấp đôi, gấp 3 lần. Quá trời lần luôn. 10 điểm của nhà con.